Ôi dồi ôi, giờ này mỗi người dùng iPhone 11 lêu lêu. Thế Hải dùng gì? Em cũng dùng iPhone 11. Từng được xem là chiếc iPhone quốc dân khi mới ra mắt vào năm 2019. Chiếc iPhone 11 lúc bấy giờ được coi như là người kế nhiệm xuất sắc của dòng iPhone XR năm 2018. Và cho đến thời điểm hiện tại, khi mà dòng iPhone 13 series mới được ra mắt cách đây không lâu thôi, mà vẫn có nhiều người chọn lựa sử dụng chiếc iPhone 11 giống như mình và Nhật Hải đây. Thì để biết lý do tại sao em nó vẫn được ưa chuộng như vậy thì mọi người hãy xem đến hết clip ngày hôm nay nhé. Điểm đầu tiên mà mình nghĩ đến có lẽ đó là về giá thành của chiếc iPhone 11. Lúc bây giờ thì nó chỉ có giá khởi điểm từ chưa đến 14 triệu đồng mà thôi mọi người ạ. Đây thực sự là một cái mức giá rất là hợp lý so với một sản phẩm của Apple. Tiếp theo điểm qua về thiết kế thì nó vẫn được làm bằng khung kim loại cũng như là mặt lưng kính. Tuy nhiên thì nó có các cạnh viền được bo cong trông khá là mềm mại nữ tính cũng như là cảm giác cầm nắm rất là thoải mái mọi người ạ. Ngoài ra thì nó sẽ có đến 6 màu sắc khá là bắt mắt và thời trang. Và phải thú thực là lúc mà mình chọn mua điện thoại thì mình đã chọn cái chiếc iPhone 11 này phần nhiều cũng bởi vì mê ly cái màu tím mộng mơ này của em nó. Quả thực là rất xinh xắn mọi người ạ. Và ngoài ra thì chiếc iPhone 11 này cũng là dòng iPhone đầu tiên được thiết kế cụm camera, có camera kép như thế này. Và đến bây giờ thì thiết kế nó vẫn chưa hề lỗi thời luôn. Và để nói luôn về camera ở đây thì nó sẽ được trang bị cụm camera sau 12 megapixel với ống kính là góc rộng và góc siêu rộng. Tuy nhiên thì không có ống kính tele. Mặc dù thế thì nó sẽ vẫn chụp ảnh chân dung khá là tốt, có chế độ chụp đêm cũng rất là ắt nét cũng như là sáng. Ngoài ra thì có thể quay video 4K cũng như là tự động lấy nét AF chất lượng. Và với camera trước thì nó cũng được trang bị 12 megapixel cho những cái tấm ảnh rất là sắc nét cũng như là chân thật. Và về chất lượng ảnh của iPhone thì mình nghĩ có lẽ cũng rất nổi tiếng rồi. Vì thế ở đây mình cũng sẽ show cho mọi người một số những bức ảnh mình đã chụp bằng chiếc iPhone 11 của mình để mình có thể tham khảo thêm nhé. Tất nhiên là nó sẽ không thể so sánh với các dòng iPhone đời mới nhất như là iPhone 13 được. Tuy nhiên thì tới bây giờ mình vẫn thấy là chất lượng ảnh của chiếc iPhone 11 này rất là cao rồi. Và mặc dù đã ra mắt được khoảng gần 3 năm rồi, tuy nhiên thì cái con chip A13 Bionic của em iPhone 11 này vẫn thực sự là rất mạnh mẽ mọi người ạ. Như năm vừa rồi 2021 mới ra dòng iPad Gen 9 thì vẫn được sử dụng con chip này, vì thế cho nên mọi người có thể yên tâm về cái hiệu năng của em nó nhé. Cùng với cả RAM 4GB cũng như là 3 loại tùy chọn bộ nhớ, như chiếc máy của mình thì là chiếc 128GB này, thì mọi người có thể thoải mái chơi những cái tựa game vô cùng phổ biến, hoặc là có thể sử dụng những cái ứng dụng phức tạp mà rất ít xảy ra những cái tình trạng là giật hay là lag. Đối với mình thì mình hay sử dụng điện thoại của mình để có thể là lướt Facebook này, Insta, TikTok hay là chơi những cái tựa game ví dụ như là PUBG hoặc là Liên Quân chẳng hạn. Và thậm chí là mình có cả quay dựng clip ở trên điện thoại luôn nữa thì nó vẫn rất là mượt mà. Cho đến bây giờ thì nó cũng khá là ít, mình cảm thấy rất là hiếm khi mà xảy ra cái tình trạng giật hay là lag gì cả. Mình cảm thấy sử dụng vẫn rất là thoải mái, hiệu năng rất là ổn cho đến tận bây giờ. Ngoài ra thì chiếc iPhone 11 này được trang bị viên pin có dung lượng là 3110mAh cộng với công nghệ sạc 18W. Nghe qua thì có thể là nó sẽ không quá lớn, tuy nhiên thì nó sẽ chỉ sử dụng trên màn hình HD cộng cũng như là cộng với sự tối ưu của cái hệ điều hành iOS. Vì thế cho nên là mình có thể thoải mái sử dụng cả ngày dài liền với những cái tác vụ cơ bản của mình. Và một điểm duy nhất mà mình thấy hơi đáng tiếc đó chính là về phần màn hình của em nó thì chỉ được trang bị tấm màn là IPS LCD mà thôi, chứ không phải là màn OLED giống như những cái dòng mới nhất. Tuy nhiên thì nó cũng khá dễ hiểu, bởi vì là nếu mà chúng ta muốn được trang bị cái màn hình chất lượng cao hơn thì tất nhiên là giá thành nó sẽ phải cao hơn, chứ không thể nào mà tốt như thế được. Và mặc dù là cái tấm màn LCD này thì không được rực rỡ như là OLED, nhưng mà nó sẽ vẫn cho những cái hiển thị màn hình rất là rõ ràng cũng như là chân thực. Và ngoài ra thì có thể để bù đắp một chút nhằm mang đến cái trải nghiệm sử dụng tốt hơn trên màn hình này thì Apple đã tích hợp công nghệ True Tone, có thể là điều chỉnh độ sáng màn hình cho phù hợp. Vì thế nếu chúng ta sử dụng cái màn hình này một thời gian dài thì cũng sẽ không xảy ra tình trạng là khó chịu hay là đau mỏi mắt. Và một điểm nhỏ nữa đó chính là trên dòng iPhone 11 series này thì sẽ chưa được trang bị 5G mà phải từ dòng iPhone 12 trở lên thì mới có cơ. Và hiện nay thì như mọi người biết là dòng điện thoại nào hầu như cũng đang muốn là được tích hợp công nghệ 5G để có thể phù hợp với sự phát triển của công nghệ bây giờ. Tuy nhiên thì nếu mà mọi người không quá quan tâm cũng như là chú trọng đến kết nối 5G nhưng lại yêu cầu cao về các thông số còn lại thì mình nghĩ chiếc iPhone 11 này chính là dành cho bạn đấy. Tóm lại thì đến thời điểm bây giờ mình nghĩ chiếc iPhone 11 này vẫn là một mẫu máy khá đáng mua của nhà Apple, với cái hiệu năng vẫn là ổn định, kèm theo đó là camera xịn sò và đặc biệt là mức giá thì đang rất là hời.
nhất là trong cái thời điểm mùa sale cuối năm nay của Hoàng Hà. Và đường link trang web Hoàng Hà bọn mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả để mình có thể kích vào cũng như là xem tham khảo và đặt mua hàng ngay từ bây giờ để nhận được nhiều ưu đãi nhất có thể nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và subscribe cho YouTube Hoàng Hà Channel. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Bye bye. Ôi dồi ôi, 2022 rồi mà vẫn có người dùng iPhone 11. Thế em dùng gì? Cũng iPhone 11.